quá các bạn ơi. Các bạn biết mình vừa đi đâu về không? Kể cho các bạn nghe nhá. Mình vừa đi chiến tranh về các bạn ạ. Mình vừa đi chiến đấu về ấy. Các bạn biết là đi chiến tranh thì mình phải cầm cái gì không? Và mình nói thế thì chắc là các bạn biết trong này là có cái gì rồi phải không? Trong này có một cái thứ mà mình vừa mới cho ra cái là tất cả các bạn đều phải ngạc nhiên luôn. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nhá. À, đầu tiên là các bạn đoán thử xem nào. Các bạn đoán xem là trong này có cái gì nào. Các bạn nhỏ đoán đi. Đếm từ 1 đến 3 xem ai đoán trúng nhá. 1, 2, 3. Rồi, các bạn đoán xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Xem ai đoán giỏi nhất nhá. Đi chiến tranh thì tất nhiên là phải có cái này rồi. Ê, chiu chiu. Thấy gì chưa? Đây là khẩu súng nhá. To chưa? Đây là súng nhá. To chưa? Súng hay mà bắn đi chiến tranh thì phải nói là tuyệt vời luôn. Bắn phát nào trúng phát đấy luôn. Nhìn chất chưa cả nhà ơi? Xịn sò chưa? Mình đảm bảo là có trong các bạn đang xem video này thì là 100 bạn thì chắc 99 bạn là chưa bao giờ được sờ phải cái khẩu súng mà nó to như thế này luôn nhá cả nhà nhá. Khẩu súng rất là to, cao bằng mình luôn, gần bằng mình luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy. To. To vãi luôn. Nói đùa với các bạn thế thôi. Thực ra là khẩu súng này là mình vừa đi mua về đấy. Khẩu súng này mình mua với giá rất là đắt luôn. Gần 1 triệu đấy. Gần 1 triệu Việt Nam đồng đấy các bạn ạ. Khẩu súng này á, mình tìm mãi mới tìm được mua nó nhá. Chứ tìm mua ở trên mạng không có khẩu này luôn. Cái này là mình sang tận nước ở bên TQ mua ấy. Đấy, nước TQ mới có đấy cả nhà. Sau đây là mình sẽ mở luôn nhở. Mình sẽ mở cho các bạn xem luôn nhá. Chắc là các bạn cũng rất là tò mò lắm rồi. Mình cũng như mình đây thì là từ lúc mua về mình cũng chưa mở ra tí nào nhá. Chưa sờ và cũng chưa lắp tí nào luôn. Đây là gọi là nguyên tem nguyên kiện luôn. Sau đây là mình sẽ cùng các bạn cùng bóc ra xem là khẩu súng này lắp như thế nào và sử dụng ra sao nhá. Bắt đầu nào. Đấy. Bây giờ phải có một cái dao nhở. Để anh vào lấy dao đấy nhá. Quay. Đầu tiên là sẽ đấy, quay đây nhờ. Mình sẽ đây thì các bạn thấy chưa? Đây là có một cái dây buộc, mình sẽ cắt đây nhá. Rồi sẽ kéo dần dần ra đây. Lại tiếp tục một dây nữa ở đây này. Đấy, tiếp tục. Đây có 3 dây các bạn ạ. Ok, 3 dây. Xôi ra mình cứ để tạm đây đã. Rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ phải lôi khẩu súng ra trước nhá cả nhà nhá. Mình tò mò và rất là hào hứng với khẩu súng to này đấy. Wow. Không biết cầm kiểu gì luôn. Cầm kiểu này sao? Có hai kiểu cầm hay sao các bạn ạ? Wow. Đẹp quá. Review khẩu súng này xem nào. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục là mình sẽ xem là trong này có cái gì nhá. Trong cái hộp này đây có cái. Thôi lấy cái này trước xem đây là cái gì. Mình sẽ lấy dao cắt cái này trước đã. Đây. Cắt dao thôi. Ok. Đây. Cái này là cái gì đây các bạn ơi. Mình sẽ tìm chỗ lắp nhá. Tìm trên này xem có chỗ nào
có thể lắp vào thì là mình sẽ lắp vào đấy nhá. Mình theo mình đoán thì nó đây có một cái đường khay này, đường dây này chắc là nó nằm ở đây rồi. Sẽ lắp theo kiểu này. Ví dụ thế, mình thử nhá. Đúng rồi các bạn ơi. Chắc đúng rồi. Nhìn thấy đường thẳng sang kia luôn, ống nhòm luôn ạ. Tiếp tục nhá. Tiếp tục mình sẽ tháo cái này. Ok. Ok. Cái này hả? Cái này là có. Cái này có cái đây này, có cái này để kêu sao ấy. Thôi mình tí hay là mình thử luôn nhỉ. Tháo ra nhá. Hình như là ấy. Tia laser cả nhà. Có tia laser nhá. Các bạn nhìn thấy sáng sáng không? Thấy một tí thôi. Chắc phải tối mới nhìn rõ nhá. Nó màu trắng. Thấy không? Màu trắng mà. Không thấy mấy đâu. Phải tối. Tí nữa vào chỗ tối. Ok, tí nữa để vào chỗ tối cho các bạn xem nhá. Cái này sẽ lắp vào đâu đây? Cái này mình còn khả năng là lắp vào đây quá. Hình như là cái này lắp vào đây là sai ra nhỉ? Cái này tia laser để ngắm mà. Để ngắm kiểu này mà. Phải không? Đây là cái này để dưới. Đây có hình ảnh lắp này các bạn này. Đúng rồi, cái này để dưới đúng không? Này mình sẽ lắp ở dưới nha. Ok. Chuẩn luôn. Rồi tiếp tục. Đây là đạn nhé cả nhà nhá. Đây là đạn của nó nhá. Mình sẽ lấy đạn ra. Ok. Cái đạn này thì là tí mình sẽ sử dụng sau. Đây. Ok, vậy là mình sẽ cái hộp này là hết rồi nhá. Hộp này mình sẽ để dưới. Và sau đây là mình sẽ xem nào nó như thế nào nhá. Phải lắp pin hay sao nhỉ? Hình như là có chỗ lắp pin sao nhỉ? Phải không? Ngày xưa khẩu kia lắp pin. Nhưng mà hiện tại chưa thấy chỗ nào lắp pin. Lắp pin thì mệt phết thôi nha. Lắp pin nữa. Thế thì căng đấy nhỉ. Khẩu này lắp pin thì lấy cái gì mà lắp bây giờ. Nhỉ. Có cái pin nào ở trong kia không? Quên rồi. Pin 3 cái. 3 cái pin. Pin thì mình đã chuẩn bị rồi các bạn nhá. Đây rồi, đây rồi. Cái loại kiểu súng này á, các bạn muốn dùng nó là phải có pin nhá. Đây, pin này là pin nhỏ nhỏ này thôi. Có một loại pin là cho vào cái điều khiển tivi sao. Cái loại này, cái loại đấy bé hơn cái loại này nhá. Các bạn dùng cái loại to hơn thế này. Đấy, thì nó mới vừa nhá. Đây các bạn xem. Ok, một em. Hai. Các bạn lưu ý là cái đầu lồi này thì sẽ lắp vào cái chỗ phẳng phẳng này nhá, bằng bằng này nhá. Còn cái lò xo này lắp vào cái đít của nó đây nhá, cái bằng bằng này nhá. Đấy, ok. Đấy, kinh chưa? Nghe thấy chứ chưa? Ok. Không biết là cái gì sao lại kêu. Đấy, tắt thì nó cũng là tắt ở đây các bạn nhá. Đây, mở đây. Kinh quá. Ok, xem ngắm xem nó là cái gì nào. Ngắm chuẩn lắm các bạn ơi. Ngắm chuẩn phết đấy. Hay đấy. Để mình chỉnh cái này nhá. Cái này chỉnh được mà. Đấy. Bây
nào để mình xem là sẽ dùng kiểu gì đây. Cái tia laser này cứ bấm mà không có thấy. Ok. Hay đấy. Bây giờ mình sẽ lắp đạn vào nha. À, lắp cái nắp pin này vào đây. Ok. Khẩu này là đi vào rừng mà săn thú thì thôi rồi, tuyệt vời luôn, gặp con nào bắn chuẩn con đấy luôn đấy. À có kiểu bắn như này nữa nhỉ, thôi để tí nữa. Giờ mình sẽ lắp cái đạn của nó vào nhá. Lắp như thế nào đây? Lắp như thế nào? Sẽ là lắp như thế nào đây? Lắp đầu đạn lắp thế nào nhỉ? Đây. 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 Nó bám ở đây đúng không? Cái này không dính nhỉ? Nó phải dính ở đây nhỉ? Không dính, không bắt dính nhỉ? Không dính. À, cái này lắp vào đây vậy. Lắp tạm đây nhỉ? Đây các bạn lắp vào đây nhá. Đấy. Đấy, ok. Giờ mình sẽ cho hết vào. Cho đầy băng luôn. Oh yeah. Không biết là tí nó có ra không chưa biết. Sao nhìn bọn nó bắn khỏe lắm mà xem khẩu này có khỏe không nhá. Thử một đạn nữa. Khỏe lắm các bạn ơi, chí mạng luôn. Bắn vào tường cho nhìn bắn thấy nhá. Các bạn nhìn tường nhá. Ở đây nhìn xoay đi. Ok. Đây nhá các bạn nhìn nhá. Ui giời ơi đấy, bắn ra thấy chưa? Ui giời ơi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Chiu. Chiu. Khỏe lắm đây. Hết rồi. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi nhá. Ui dồi ôi, phê thế. Cầm khẩu này phê lắm các bạn ạ. Đảm bảo các bạn mà được cầm khẩu này trong tay thì chắc là quên ăn quên ngủ luôn đấy. Phê lắm. Cầm thích lắm. Đây. Chất chưa? Chất chưa? Đấy. Đấy. À, cái đội đi như kiểu bên quân đội người ta cầm súng kiểu gì nhỉ? Chả biết cầm kiểu gì, nhìn hố ngầu nhất nhỉ các bạn nhỉ? Cầm kiểu này nhá. Nhìn củ chuối không? Bây giờ là mình sẽ thử cái độ chính xác của khẩu súng này xem là nó bắn độ chính xác của nó là như thế nào nhá. Để thử cái độ chính xác của nó thì là mình sẽ bắn cái chai nước này bằng một cái khoảng cách nào đó là mình sẽ bắn đổ, nếu mà trúng cái chai nước này là nó xem nó có đổ hay không nhá. Đây mình sẽ để chai nước ở đây và mình sẽ tiến ra kia để mình nằm xuống và ngắm xong là mình bắn nhá. Bây giờ mình sẽ nằm xuống đây, mình sẽ diễn như kiểu là mình là một cái chiến sĩ bộ đội thật sự nhá. Bây giờ mình sẽ nằm xuống, chắc là mình phải lấy một cái ghế này để kê lên. Ok, mình sẽ kê vào đây. Đấy, và bây giờ mình sẽ nằm xuống như kiểu là chiến đấu thật nhá. Đấy, ngày xưa là mình cũng được đi học quân sự ấy, thì mình cũng biết một tí, nhưng mà bây giờ cũng lâu rồi không đi học thì chắc cũng quên nhiều phết đấy. Đấy, cơ bản là nó. Đấy, cái này mình sẽ đặt vào đây nhá. Đấy, cái này sẽ tì vào vai. Được chưa? Ok. Ok, bây giờ nếu mà được rồi thì là mình sẽ bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Bật chế độ bắn nhá. Thử bắn xem chúng không nhá. Ôi giời, không trúng à? Lệch không? Lệch. Nhiều không? Nhiều. Ôi giời. Bắn cao lên một tí. Cao nữa. Đúng rồi, chuẩn, rất chuẩn này. Ồ, oh, vậy là không chính xác các bạn ạ. Ồ, oh, vậy là mình bắn hết cả cái băng đạn mà không trúng cái chai tí nào luôn. Buồn cho khẩu súng này quá. To xác thế này mà bắn không trúng chai tí nào. Hay là tại mình bắn không chuẩn nhỉ?
Do là tại mắt mình ngắm kém hay sao nhỉ? Hay là buồn quá. À bây giờ mình sẽ cho chị khoai sắn bắn thử nhá. Em bắn không? Có. Bắn thử nhá. Bây giờ mình sẽ cho chị khoai sắn bắn thử xem có trúng cái chai không nhá. Nếu mà em mà bắn trúng anh sẽ cho em 10.000 nhá. 10.000 thôi á? Thì 20.000 đi, thích bao nhiêu cũng được. Ok. Được, ok. Cứ trúng một phát là được 20.000. Ok, trúng một phát cho chị khoai sắn 20.000 luôn. Ok. Để chị thử. Mình bắn không trúng, buồn quá. Bây giờ em đi đấy, cho chị khoai sắn đi ấy lại đi. Lắp đạn lại. Những người bắn giỏi như chị khoai sắn thì sẽ không cần phải nằm như bố và khoai sắn đâu nhé. Ôi dồi. Ôi dồi. Bây giờ chắc là mình sẽ bắn cho các bạn cùng xem nhá. Mình là cũng biết bắn đấy. Thế là bắn à? Bây giờ bắn à? Từ từ. Để cho mình cho các bạn xem đấy. Rồi cứ thoải mái và chiến này. Không trúng luôn. Chúng khoai sắn đã được một phát rồi. Giỏi quá. 20.000. Được 20.000 rồi. Thôi tí mình sẽ tặng cho chị khoai sắn 20.000. Bắn giỏi quá. Ok, mình sẽ Lắp lại đi. Bắn tiếp nhỉ? Hay là bắn tiếp đi. Bắn hết băng luôn nhỉ? Nhìn tiếp nha. Thôi thử bắn ra xem nào. Ôi ôi, không nhìn thấy gì luôn. Bắn này. Ôi. Sắn tay của chị khoai sắn cũng phải bóp cổ, nhìn hài quá các bạn ạ. Khoai sắn bóp cổ ngón này ngón kia lúng tung hết cả lên, nhưng thế mà vẫn trúng nhở. Chị cứ bắn đi, chị khoai sắn ơi. Cẩn thận trúng ơi, trúng bạn nhá. Trúng mình cũng được, trúng máy quay cũng được. Đây là đạn xốp không sợ đau đâu. Không trúng. Ôi dồi ôi, quá bận hài. Ôi dồi ôi. Trúng lần thứ hai rồi. Ôi ôi, hoan hô chị khoai sắn nhá. Chị bắn giỏi quá. Vậy là mình đã được 40.000 rồi nha. Được 40.000 rồi. Tí cho mình sẽ mất 40.000 cho chị khoai sắn nha. Công nhận chị bắn giỏi quá. Thế là thực sự là không phải là tại khẩu súng không chuẩn, mà là tại mình ngắm không chuẩn nhá, không giỏi nhá các bạn nhá. Khẩu súng này chắc là chuẩn thế này thì chị Hoa bé khoai sắn là mới bắn giỏi như thế. Tiếp tục đúng không? Tiếp tục. Cho một lần nữa xong là cho tớ bắn thử nhá. Okay. Tớ bắn đứng bắn một lần nhá. Ok, xin mời chị khoai sắn nào. Bắn đây. Ôi rồi. Ai rồi? Trúng đúng không? Không đủ. Thôi được rồi, rồi. Được 3 lần nữa. Hoan hô chị Hoa bé. Trúng lần thứ 3 rồi. 60.000 rồi. Hết rồi, hết đạn rồi. Ok. Và sau đây là đến lượt mình sẽ trổ tài bằng cách là bắn đứng nhá. Nếu mà mình trúng thì là mình sẽ trừ nợ chị khoai sắn nhá. Ok. Các bạn xem mình thể hiện nhá. Bắt đầu. Ô, trúng chị khoai sắn rồi. Không trúng cái nào nhỉ? Không trúng cái nào luôn. Thôi được rồi. Vậy là mình sẽ chịu thua chị khoai sắn nhá. Chấp nhận là mất 60.000 cho chị khoai sắn. Ok. Vì là trình độ mình kém quá. Mình sẽ cho đem tiền đây nào. 60.000. Tôi lấy cho 70.000 luôn này. Ok, mình xin nè. Đi mua bim bim về thì nhớ chia cho tớ nhá. Tớ sẽ đi bắn chiêu con chó nhá.
Đấy, bây giờ bắn con chó xem chú nhá. Bùm. À, một phát. Ồ, oh, hai phát. Ồ, oh, nó ăn luôn kìa, nó ăn đạn luôn các bạn ạ. Con chó này liều nhỉ. Bắn. Bắn. Ồ, oh, có vẻ yếu yếu nhỉ. Ồ, oh, bắn vào mông nó rồi. Ôi giời, bắn vào chân nó. Ây dồ. Ôi dồ, bắn vào chân nó. Ồ, oh, hết rồi. Ồ, bắn vào chân nó luôn. Và nó có vẻ rất là thích. Con chó này có vẻ rất là lì đòn. Thôi, rồi. Chắc là thế thôi nhỉ. Biết làm sao nữa. Review quả súng tên gì xong kết thúc à. À, bây giờ là mình sẽ xem là cái khẩu súng này nó tên là gì nhá. Đi vào đây xem nào. Nó tên là gì sao mà nó có sức mạnh khủng khiếp thế. Thế nào. Ồ, oh, đây tên của nó đây, lúc đầu mình còn chả giới thiệu tên. Buồn thế. Khẩu này tên là Soft Bullet Gun nhá. Tiết mục review khẩu súng khổng lồ của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video review súng khổng lồ của mình nha. Các bạn thấy video của mình hay và các bạn muốn là lần sau mình sẽ ra tiếp video review những khẩu súng khổng lồ khác nữa thì các bạn hãy chia sẻ và ủng hộ video của mình bằng cách là like và ấn nút chia sẻ nhiệt tình cho mình nhá. Chia sẻ để cho các bạn được xem nhá. Để cho mình tiếp tục là sản xuất ra nhiều video về súng nhá. Hiện tại thì là mình còn tầm khoảng 5 khẩu súng xịn sò nữa đang ở trong kho của mình. Hôm nào các bạn xem xong video này là mình sẽ lại tiếp tục review khẩu súng khổng lồ khác nữa nhá. Sau đây là mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye, xin chào các bạn.